Nhưng mà thầy ơi, em sợ rằng là em đào tạo cho chúng nó để chúng nó lại biết hết các kỹ năng rồi, xong nó lại nhảy ra nó làm riêng, nó lại là ra đối thủ, nó lại ra bên chỗ ngoài, thế nó trở thành đối thủ của em, thế rồi nó lại trở thành những cái thằng mà nó lại bắn lại chính chủ của mình, bắn lại chính thầy của mình. Leaders are teachers, tức là lãnh đạo là nhà đào tạo. Đây chính là lý do vì sao mà bạn cần phải trở thành những nhà huấn luyện, nhà đào tạo, đúng không? Và bắt đầu từ những năm 2008, thì khi mà tôi về thì tôi đã cùng với lại anh trai tôi xây dựng các cái chương trình đào tạo, xây dựng các chương trình huấn luyện cho những cái đội ngũ quản lý cấp trung, xây dựng những các cái chương trình để huấn luyện trực tiếp một một và đào tạo thông qua công việc, và chỉ dạy cho các anh em để anh em làm được như mình. Rất nhiều các cái anh em là chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa có một cái suy nghĩ như này: nhưng mà thầy ơi, em sợ rằng là em đào tạo cho chúng nó để chúng nó biết hết các kỹ năng rồi, xong nó lại nhảy ra nó làm riêng, nó lại là ra đối thủ, nó lại ra bên chỗ ngoài, thế nó trở thành đối thủ của em, thế rồi nó lại trở thành những cái thằng mà nó lại bắn lại chính chủ của mình, bắn lại chính thầy của mình. Và đây chính là lý do vì sao mà những cái người như vậy ấy, thì họ không giận, họ không muốn giận, họ muốn giữ cho riêng mình, họ muốn giữ cho riêng mình bởi vì họ rất sợ cái điều đấy xảy ra. Nhưng mà thưa các bạn, là nếu như bạn vẫn tiếp tục như vậy thì bạn cứ làm một mình đi, đúng không? Bạn cứ làm một mình đi, và bạn làm một mình thì bạn sẽ là khổ chủ thôi, và không có ai làm thay cho bạn. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu như trong trường mà lúc nào đấy bạn yếu? Tôi có nói anh trai tôi là: anh ấy, anh mà là như này suốt ấy, thì anh thì thực sự là rất là rủi ro, bởi vì là nhỡ đâu anh ốm xuống đấy sao, ai sẽ là người là mang đơn hàng về? Thế cả một tập thể 40 lao động lúc đó là đang lệ thuộc một cá nhân, đúng không? Mà cái thứ hai nữa là mình muốn đi đâu đó nghỉ ngơi tí, đi du lịch hoặc đi đâu đó nghỉ ngơi, không nghỉ được bởi vì lúc đó là giá mồ hôi hết tiền, đúng không? Có đúng không? Giá mồ hôi hết tiền. Thế thì như vậy là bạn sẽ là chỉ là khổ chủ là thứ nhất, và bạn chỉ là giá mồ hôi hết tiền, và bạn ngừng làm việc thì lúc đó là bạn cũng ngừng tiền, chả có ai bán thay cho bạn cả. Và đấy là vấn đề cực kỳ là gì, là mong manh dễ vỡ, mong manh dễ vỡ. Và điều đấy thì nếu mà bạn muốn như thế thì cứ tiếp tục như vậy. Nhưng mà nếu giả sử bạn đào tạo thì sao nào? Thì nó cũng có thể xảy ra là một số những người, người ta cũng sẽ nhảy ra, sẽ có. Nhưng mà bạn đào tạo 10 đứa, bạn đào tạo 10 đứa, cho là 5 đứa nghỉ, còn 5 đứa là nó sẽ ở lại với bạn, thì 5 đứa đấy nó sẽ làm cho bạn là tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà tôi nhắc các bạn này, khi mà bạn càng đào tạo thì người ta càng biết ơn bạn, và người ta bạn càng đào tạo thì người ta lại càng là gì, ở lại với bạn. Nhắc bạn điều đấy, khi bạn càng đào tạo người ta càng ở lại với bạn, bởi vì người ta thứ nhất là nước nổi thuyên nổi, doanh nghiệp của bạn phát triển lên thì người ta cũng phát triển lên, và người ta có cơ hội, và khi mà người ta có kỹ năng tốt lên thì giá trị người ta tốt lên, giá trị người ta tốt lên thì người ta sẽ tạo ra được nhiều doanh thu hơn, tạo ra được nhiều cái kết quả hơn, và từ đấy rồi bạn sẽ trả lương cao hơn, thế là người ta ở lại. Còn nếu như mà bạn chỉ mài thôi, nó cùn đi, và cuối cùng là người ta dần dần người ta bảo ở đây nói chung là chả nhận được cái gì cả, chả được đào tạo gì cả, chả được bao giờ được sếp chỉ bảo cái gì cả, và sếp cứ giấu nhẹm hết rồi, thế là cuối cùng người ta bỏ các bạn đi. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba tôi nhắc các bạn điều này, thực ra thì cái khả năng bạn giữ quân, khả năng bạn giữ quân là bạn đào tạo rồi, bạn phải nghĩ cái cách để mà giữ quân, bạn phải làm thế nào đấy để mà giữ được họ, và đấy là cái trách nhiệm của họ, và đấy cũng là một trong cái phần để mà bạn phải nâng cao năng lực lãnh đạo của bạn. Bạn phải hấp dẫn, bạn phải cuốn hút, bạn phải lôi cuốn, bạn phải làm thế nào để cho anh em người ta đi theo bạn, là người ta cảm thấy là gì, tuyệt vời khi ở gần bạn, đúng không? Chứ bây giờ nếu mà bạn mà không đủ hấp dẫn ấy, thì đến như vợ bạn, bạn không giữ được, chồng bạn không giữ được, chứ không nói là bên chỗ cán bộ công nhân viên. Cho nên bạn phải hấp dẫn. Bạn hấp dẫn như thế nào, cái gì tạo ra cái sự hấp dẫn của bạn, cái đấy tôi sẽ có dịp tôi sẽ nói chuyện với bạn thêm sau, đúng không? Nhưng mà trước hết tôi nhắc các bạn là nếu như trong trường bạn muốn trở nên vĩ đại, nếu như trong trường bạn không muốn là doanh nghiệp hay là đội nhóm của bạn hay là cuộc đời của bạn mong manh dễ vỡ,
thì đào tạo đội nhỏ, nhân bản bạn lên, phát triển đội nhỏ. Và đây cũng chính là cái hạnh phúc của bạn. Cuộc đời của bạn sẽ trở nên là tuyệt vời hơn rất nhiều khi bạn giúp đỡ người khác. Cuộc đời của bạn sẽ trở nên là đơm hoa kết trái khi bạn là gì? Bạn huấn luyện người khác để được như bạn và còn thậm chí còn tốt hơn bạn. Đó, bạn truyền cảm hứng, bạn trao kỹ năng, bạn đào tạo, bạn giúp đỡ thì nó sẽ tuyệt vời. Như vậy là Blessinger có nói một câu là leaders are teachers, là như vậy. Tức là lãnh đạo là nhà đào tạo và chúng ta phải đào tạo để cho... tôi chia sẻ với bạn là trong vòng 5 năm qua ấy, khi tôi đi học về cái kỹ năng để huấn luyện, kỹ năng để đào tạo của thầy Blair về năm 2017. Năm đấy tôi về Pháp, tôi cái khóa đầu tiên mà tôi đào tạo cho tập đoàn Áo Cao đó là hơn 300 người kinh doanh. Và lúc đó là tôi đào tạo 2 ngày. Và sau khi tôi đào tạo xong thì thực sự là anh em rất là biết ơn và anh em là nâng cao được cái kết quả kinh doanh và các bạn ý đã tạo ra, có rất nhiều tạo ra những cái sự đột phá. Sau đó hàng năm chúng tôi là tôi lại tiếp tục đào tạo về các cái quản trị cấp trung, đào tạo lãnh đạo cao cấp. Thế và tôi lại yêu cầu đưa trở thành cái văn hóa trong tập đoàn Macau là phải đào tạo hàng năm và phải đưa vào trong cái quy định là lãnh đạo phải đào tạo cho bên chỗ lãnh đạo cấp dưới. Ok.